cái bộ râu này là cái đặc điểm của Charles Bronson. Chúng ta vẽ bộ râu mà chúng ta vẽ thành công là kể như là tới 80% là giống rồi. Râu của Bronson nó khởi đầu từ ở nó khởi đầu từ ở trên mũi, nó chạy xuống rồi nó tỏa ra hai bên tới cái mép mép của cái khóe miệng đó, nó lại còn chạy xuống nữa như thế này. Cái đó là cái đặc điểm của cái bộ râu của Bronson. Và khi nó vẽ một cái râu của người nào, chúng ta phải quan sát xem là cái hình dáng nó đi từ đâu tới đâu thì nó mới vẽ giống được. Đôi khi mình vẽ một người mà có râu á thì cái bộ râu của người ta quan trọng hơn là cái miệng. Cái hình thể, cái shape của cái miệng nó cũng quan trọng, nhưng mà đối với những người có râu, râu nhiều á, râu mép mà râu nhiều á, thì cái shape của cái miệng nó không quan trọng bằng cái shape của, tức là bằng cái hình dáng của cái bộ râu. Quý vị nhớ như vậy và chúng ta sẽ vẽ được rất là thành công, rất là dễ. Cái miệng của Charles Bronson cũng rất là rộng, môi dày. Đó là cái đặc điểm của ông. Những cái vai mà Bronson mà đóng á, toàn là những cái vai mà tough guy. Không bao giờ cái khuôn mặt của ông ấy mà ông lại làm điệu cho là mình là đẹp trai hay là mình là công tử, không bao giờ. Rồi sẽ tiếp tục cái phần cái nón ở phía trên. Phía trên này thì nó không có đen lắm, bởi vì nó có cái ánh nắng. Mặc dù là cái mũ nó màu đen, nhưng mà nó gặp cái ánh nắng cho nên nó bớt đen lại. Rồi ở phía bên trái chúng ta cho thêm một tí này vào nữa. Rồi gì nữa, chúng ta cho thêm một vài cái bóng phía bên gò má bên trái, tức là bên phải của chúng ta đó. Cái bóng ở dưới cái cằm, cái bóng ở cái mép. Rồi bây giờ chúng ta dùng cái bút trộn, cái blender để trộn lại, để mà chúng ta get rid, bỏ đi những cái phần mà nó còn trắng. Rồi chúng ta quay lại cái airbrush để mà tô điểm trở lại cho cái những cái chi tiết của cái miệng, cái râu giống với Charles Bronson thêm một tí. Chúng ta cho cái môi chỗ này nó sáng lên một tí. Đây thì khuôn mặt của Charles Bronson nó cũng giống được đến vào khoảng chừng 70%. Bởi vì chúng ta vẽ chân dung á rất là khó, mà để mà trong một cái chương trình 30 phút chúng ta vẽ giống một khuôn mặt mà tới 100% hay là 98% được. Chúng ta chỉ có thể nào mà diễn tả được khoảng chừng 80% là kể như là cũng đã khá thành công rồi. Cho cái tóc phía bên phải của chúng ta nó dài ra, nó che luôn cả cái tai luôn. Rồi chúng ta không có vẽ cái tai, cái tóc nó che mất rồi. À, phía bên này là cái vai áo của bên phải. Chúng ta chỉ vẽ một cụm đen như thế thôi. Rồi còn cái gì nữa, chúng ta vẽ một chút cái background chúng ta cứ cho một cái màu xám là được rồi. Cứ cần đang dùng cái bút lớn để mà vẽ cái background cho nó nhanh, chúng ta không có vẽ cái gì fancy cả, chỉ dùng cái màu xám đều như thế cho cái áo này nó hơi đậm ra một tí. Đó. Thì bây giờ
ta vẽ thêm một tí chi tiết trên cái mũ. Trên cái mũ này á, nó có một cái, nó có hai cái sợi dây, nó có hai cái sợi dây giống như dây thừng á, nó cột vào cái đầu mũ như thế này. Đây là một sợi và đây là sợi thứ hai. Đây nó là cái nút thắt cho cái sợi trên. Chúng ta cứ vẽ cái body của nó như vậy trước cái đã đi, rồi chúng ta mới vẽ cái từng cái cuộn dây nó cuốn như thế. Đó, cái mũ mà trông nó có cái nó có dây giống như sợi dây thừng mà nó bện như vậy, trông nó mới tough, trông nó mới ra cái vẻ là một cái mũ của người cao bồi. Rồi bây giờ Nguyễn Đức Cường mới dùng cái màu nhạt hơn để mà highlight những cái sợi chỉ ở trên cái sợi dây này. Chúng ta chỉ cho một vài nhát highlight màu trắng nhạt lên, trông nó nổi ra liền, có không gian 3 chiều. Đó, rồi chúng ta lại dùng màu đen để mà vẽ cái definition cho cái mũ này. Tô lại cái mép mũ hồi nãy chúng ta đã làm mất. Từ đây chúng ta đã thấy được cái nét phong xương, vừa phong xương vừa tiều tụy của một người anh hùng, của một người hero ở trong một cuốn phim. Đàn ông á, chúng ta thường hay thích những cái loại người như vậy, có cái nét như vậy. Không biết là phụ nữ có thích cái người mà vừa phong xương vừa tiều tụy hay không, nhưng mà đàn ông chúng ta thường là chúng ta mến cái vẻ đẹp đó, nhưng thích cái vẻ đẹp đó hơn là cái nét thư sinh, cái nét mà trói gà không chặt. Chính vì vậy cho nên những cái phim hoặc là những cá tính của những người anh hùng giống như là Clint Eastwood hay là Charles Bronson luôn luôn là ăn khách, luôn luôn là được giới đàn ông người ta mến mộ. Thì cái bức tranh này Nguyễn Đức Cường cũng vẽ một cách rất là rough, không có vẽ theo cái kiểu mà dùi mài từng ly từng tí cho nó nhuyễn, mình không có vẽ kiểu đó. Chúng ta cho thêm một số những cái nếp nhăn ở đuôi mắt, những cái nếp nhăn ở phía bên dưới con mắt. Ở hai bên gò má. Nếu là đâu có thích ở chỗ đó là mình cứ muốn cho vết nếp nhăn nào mà vô là mình cứ việc cho. Càng cho nhiều thì trông nó càng khắc khổ, trông nó càng đẹp. Vẽ phụ nữ thì chúng ta không có được cái quyền đó. Hai bên mép này, vết nhăn nó kéo chạy xuống dưới cái râu luôn. Cho một tí highlight màu trắng ở phía trên này. Rồi phía trên của trán, cái vết cau cau ở phía trên này chúng ta phải vẽ cho nó rõ rệt. Và quý vị thấy là bức tranh chúng ta đã gần xong tới 95% rồi. Chúng ta lùi ra xem còn cái nét gì mà độc đáo của Charles Bronson mà chúng ta chưa có thể hiện được. Thử coi. Để cho cái áo phía bên này
nó nổi lên một tí. Rồi chúng ta cho cái mũ. Đó, thế như vậy là bức tranh chúng ta đã hoàn thành rồi. Trong chương trình nghệ thuật hội họa với Nguyễn Đức Cường ngày hôm nay, chúng ta đã thành công trong việc nắm bắt được cái nét chân dung của một người tài tử khá quen thuộc đối với khán giả Việt Nam, Charles Bronson. Chương trình nghệ thuật hội họa với Nguyễn Đức Cường hôm nay đến đây xin được tạm ngưng. Nguyễn Đức Cường, Huỳnh Quốc Văn, VN Media Corporation xin được trân trọng gửi lời chào tạm biệt. Xin hẹn quý vị khán thính giả trong một chương trình kỳ tới.